Chào các bạn, trong video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn tạo cái phụ kiện đường ống nước là cái van kết nối giữa hai cái đường ống nước như thế này. Và hôm nay thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cách chúng ta tạo một cái annotation, tức một cái ghi chú cho cái phụ kiện đường ống nước này. Bởi vì rằng tại sao chúng ta cần cái ghi chú này thì khi các bạn hiển thị trên mặt bằng mà ở chế độ đơn giản là cái chế độ hiển thị cost thì mình muốn chỉ cần hiển thị cái này, thường là các cái phụ kiện này nó dưới dạng ký hiệu thôi, mình không muốn hiển thị dưới dạng 3D. Thì chúng ta sẽ đi tạo một cái annotation để thể hiện cái điều này khi hiển thị ở chế độ cost. Nếu các bạn theo dõi các video của mình từ đầu cái khóa học Revit Family MEP này thì các bạn thấy là mình cái phần mà mình làm về family, đường ống, thông gió rồi điều hòa không khí thì mình có làm cái phần này rất là nhiều. Rồi chúng ta vào file, chúng ta vào phần new, chúng ta chọn family, mình chọn annotation, sau đó mình chọn magic generic annotation, chúng ta kích open. Rồi đây mình sẽ kích cái thằng này, mình xóa nó đi. Rồi các bạn thấy ở đây mình có khoảng cách giữa hai thằng này để 140. Mình sẽ vào cái thằng này. Ok, mình sẽ tạo vào line, mình nhập pick line, chọn 70. Ok, đây ok ok mình chọn tiếp create line, mình cứ chọn thằng này thì ngắn thôi, 40 này thôi. Ok, sau mình lấy đối xứng thằng này qua mirror. Ok, rồi sau đó mình vẽ thêm đây. Ok, sau đó mình sẽ trim đi. Ok, sorry các bạn, mình Ctrl Z lại, xóa cái này. Ok, rồi bây giờ mình vẽ thêm một cái đường line nữa, thể hiện cái tay cầm, bắt ra đây. Rồi ok, đó mình vẽ một ký hiệu là như thế này. Thế thì khi mình muốn insert vào trong project thì các bạn thấy là hai cái đường ống nước nó sẽ ở hai bên này. Đó, thì cái độ dài của cái đoạn này, cái đường ống nước ấy, thì các bạn không biết nó điểm dừng nó ở đâu, nhưng mình muốn nó dừng ở đây, dừng ở hai đầu này. Bây giờ làm nào thì nó che đi cái phần đường ống nước đấy thì chúng ta sẽ phải tạo thêm một cái lựa chọn nữa. Các bạn click vào create, chúng ta chọn cái phần marking region này. Đấy, sau đó mình lại chọn cái này, sau mình pick line, sau đó mình sẽ khóa nó vào. Ok, các bạn chọn cái thằng invisible line này cho mình, pick về. Rồi mình ấn escape, sau đó mình trim hai thằng lại với nhau, finish. Đó, mình được cái khối này, nó sẽ che đi. Tương tự với bên này mình sẽ làm tương tự như thế, marking region block pick, sau đó mình sử dụng lệnh trim. Ok, mình click finish. Ok, đó rồi bây giờ mình sẽ load vào trong cái project này của mình chọn là web này. Ok, mình sẽ load vào trong này, chúng ta kích vào load into project. Đây mình có cái hình này đây rồi, bạn kích chọn vào đây. Ok, ấn escape, sau đó mình sẽ đi gắn cái thằng ký hiệu này vào các cái đường annotate này. Bạn kích AL, chúng ta kích vào cái mặt phẳng tham chiếu này, bắt vào cái mặt phẳng tham chiếu của cái thằng annotation, khóa lại. Tiếp theo mình bắt cái lưới này, bắt cái mặt phẳng tham chiếu này, khóa lại. Ok, bây giờ mình sẽ đi thiết lập hiển thị cho cái thằng này. Đầu tiên mình sẽ chọn với thằng 3D này, hình khối 3D, các bạn kích chọn nó, sau đó các bạn kích vào nút Visibility ở trong bảng Property này. Các bạn bỏ đi phần Cost and Medium này, mình chỉ chọn cho cái phần 3D nó chỉ hiển thị ở cái dạng hiển thị file thôi, mình klik OK. Rồi bây giờ cái thằng này mình lại kích chọn nó, xong mình kích vào Visibility Setting, sau đó mình sẽ bỏ cái thằng file này đi, bỏ thằng medium này đi, hoặc các bạn giữ medium luôn. Mình chỉ cho nó hiển thị dạng cost và medium này thôi, klik OK. Rồi sau khi xong này rồi thì bây giờ mình sẽ tạo một cái project để mình kiểm tra xem mình làm OK chưa. Kích vào new, chọn project, mình chọn browse, mình chọn cái template plumbing, mình kích open, mình kích OK. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ một cái đường ống của pipe, mình chọn đường kính này 50 thôi, đoạn đường kính này đây, OK. Đây là escape, đây là chế độ hiển thị dạng cost. Bây giờ mình chọn file. Rồi bây giờ mình sẽ load cái thằng này vào trong project, mình kích load into project, mình chọn project 5, kích open. Rồi các bạn thấy mình sẽ đặt vào đây, escape. Rồi bây giờ mình sẽ đi mình chuyển chế độ hiển thị sang đó. Các bạn thấy nó hiển thị rất là OK ở đây. Đấy là cách các bạn làm một cái ký hiệu để thay thế cho cái thằng phụ kiện cái van khóa nước, để hiển thị thay thế nó trên cái chế độ hiển thị dạng đơn giản, dạng cost. OK, chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.